Rồi thì hiện trạng bây giờ em đang lên con bò Pháp Cam với một cái khung tàn phải gọi là khủng khiếp, đi về giao cho khách ở Chợ Lách. Nó lớn rồi ha. Rồi chúc bác tài lên đường thuận lộ bình an. Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì lại là em đây, em là Út Qua Tri. Thì hôm nay em có đến đây và nhận ghi hình và báo giá dùm cho cái chú chủ nhà này. Tổng cộng có một con mẹ, một con chị thứ hai đang ôm, chị đầu tiên đang ôm chữa, con mẹ đang ôm chữa và con em trong chung một cái dòng họ này luôn. Đó, thì ở đây thì ba con bò này. Thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị những thông tin cơ bản và những hình ảnh cơ bản để chúng ta có thể nắm bắt được và chúng ta quyết định xem coi những cái thông tin kích thước, chiều cao và những hình ảnh này có phù hợp túi tiền với mình hay không. Rồi bà con cô bác anh chị chúng ta cảm thấy thích muốn mua thì hãy liên hệ ngay và liền với em Út Bà Tri để em có thể hỗ trợ cho bà con cô bác anh chị về vấn đề vận chuyển những con bò này về nhà cho bà con cô bác anh chị tiếp tục chăn nuôi ha. Thì mong là bà con cô bác anh chị cảm thấy thích chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Nói chung là em thì hiện đang đứng ngoài trời nắng để ghi hình cũng như là báo giá dùm cho khách hàng. Cái khung cảnh ở đây thì nó hơi nắng, em phải đội nón lá và đeo khẩu trang, thì mong là bà con cô bác anh chị chúng ta thông cảm ha. Rồi thì bây giờ một số thông tin cơ bản như sau. Đây, con này là con bò Bosin Light Rapman. Nó thì hiện trạng của nó là đang mang con lứa thứ tư và với một dốc dáng, một khung hình khá là lớn. Đó, khá là lớn luôn nha. Nói chung là nó đẻ, con bò này nó đẻ chắc tầm khoảng từ 15-20 con, nó chưa xuống sức nữa. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Nó mang con lứa thứ tư là đang mang thai 4 tháng rưỡi, mang con Kem Pháp ở trong bụng. Mà không biết là đực hay là cái nha. Mình nhìn cái dàn khung tàn của nó nè, phải gọi là rất là lớn luôn ha. Con này thì chiều cao của nó khoảng 1m4 bò. Chiều cao khoảng 1m4 tại phía sau sân khu này nha. Đó, thì em đoán là em đoán tại phía sau khu. Bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Con này thì hiện trạng nó đang mang thai lứa thứ tư, nó thuộc về cái dòng Bosin Light Rapman. Chân móng của nó là rất là kịch cộm luôn. Khung xương mình nhìn thấy ở sau, phía sau là cây cột điện á. Đó, mình nhìn thấy cái dàn khung xương của nó ghê gớm không? Dàn rúng của nó nè. Đó. Mình để ý nha. Mình để ý là mình biết đây thuộc về ba mẹ con. Đó, dàn khung xương lớn kịch cộm, dậu yếm nè. Đó, chân móng nè, mình nhìn cây cột này là cây cột 20 nè. Cây cột 20 nha cô chú anh chị và các bạn. Cây cột này là 20 phân. Đấy bà con cô bác. À, để em lấy cái thước em đo cái cột cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Cột này là cột 20 phân. Chứ để nhiều khi cô chú anh chị các bạn lên xem chương trình của em nói là em nói dốc là không có nha. Em nói là sự thật. Khi mà em nói chuyện trên sóng, trên video này là có rất là nhiều cô bác anh chị chúng ta xem. Nên em phải nói sự thật. Con bò này thì hiện trạng nó đang mang thai là lứa thứ tư. Cái con lứa thứ ba của nó nè, cô chú anh chị bạn thấy không? Cây cột 20 phân nè, thấy chưa? Nó mười mấy phân à, 18 phân, 19 phân gì đó. Nó không đo được chính xác. Mình thấy cái dàn khung xương không? Cây cột cho với cái chân bò nè. Đấy, hé giò giò giò. Mình thấy không? Đấy. Cấp mình rộng, rất là lớn luôn. Xe lưng nằm đây. Cô chú anh chị bạn, xe lưng nằm đây. À, gù bật cao. Đó. Xe mặt đây. Và chân móng ở đây là cầm trụ đứng thẳng. Chân móng ở đây là cầm trụ đứng thẳng ha. Qua nè. Con này thì hiện đang mang thai và bao chữa, bao lòi lú cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Đấy, con này bao lòi lú tới ngày sanh tháng đẻ nha, tới ngày bò con lú chân luôn. Và kế bên đây là con bò Kem Pháp. Con này là cái con lứa đầu của con bò này. Và hiện trạng nó đang mang thai được 7 tháng ha, bao chữa 7 tháng. Con bò lông nhuyễn da cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, con này thuộc về dòng Kem Pháp ha. Size lưng để em kiểm tra.
Đây, xe lưng nằm đây, hoàn toàn nghiêm chỉnh, lưng đôi, vai đôi. Không, con này mang thai 7 tháng à. Con này chiều cao của nó dao động chắc tầm khoảng từ 1m35-37 bò là có ít. Kế bên, con này là con em của con bò này. Và chiều cao của con bò này là khoảng 1m3 bò. Mình coi dàn rúng nè, dàn chân móng nè. Đấy, con này thì hiện đang hiện trạng của nó là chưa lên giống đó. Và bây giờ em xin thông báo luôn là cái con em của con này là con đực kem, bán rồi 25 triệu, bán rồi đấy cô chú anh chị và các bạn. Con này sái nằm đây à, mặt mày nè, lưng vai rất là lực, đòn dài à, rúng thì là rúng rất là đẹp, chân móng là trụ thẳng, chân móng sò trụ rất là thẳng luôn đấy. Ba con bò này bây giờ anh xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị. Con này chiều cao khoảng 1m3, có giá là 27 triệu rưỡi. Con này chiều cao khoảng 1m35-37, mang thai 7 tháng. Con này đang bán với giá 38 triệu, bao chữa 7 tháng ha. Chân móng cho tới hình ảnh em đều quay cận cảnh hết. Kế bên, con mẹ của nó, con mẹ của nó bây giờ chú chủ nhà quyết định bán với giá là 41 triệu bao từ A tới Z luôn cô chú anh chị và các bạn. Có nghĩa là trục trặc sinh sản chú sẽ nhận lại hoàn tiền đầy đủ, nói chung là bao hoàn thiện ha. Ở đây nhưng mà đảm bảo với bà con cô bác anh chị một điều nha, trong vòng 3 ngày mình nhận bò mình bắt buộc phải nhờ bác sĩ thú y thăm khám và thông báo cho em biết con bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai, con này với con này, nếu như mà không có thai thì bên em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ. Còn đối với con bò mẹ này thì chú chủ nhà sẽ bảo hành cho bà con cô bác gì vấn đề trục trặc sinh sản, ví dụ như là lòi lú hí tử cung tới ngày con bò con lú cái chân ra à, có nghĩa là còn mấy tháng nữa, đang hiện trạng là bao chữa 4 tháng rưỡi, thì nó còn lại là 4 tháng 10 ngày, 4 tháng 20 ngày nữa, ví dụ vậy, phải không ta? 4 tháng rưỡi với 4 tháng rưỡi là 4 tháng 15 ngày, là 9 tháng. Thì bộ bảo hành cho bà con cô bác anh chị với tới là 4 tháng rưỡi nữa, như là 4 tháng 20 ngày nữa. Đó, nếu như mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì chú chủ nhà sẽ hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác trước khi sanh đẻ, trước khi sanh đẻ nha. Chứ để nhiều khi mà mình mua về lỡ nó sanh nó đẻ rồi bà con cô bác anh chị lôi nó ra mà lôi hết cỡ nó lỡ nó bung ra luôn thì cái đó cũng hẹp hòi cho với cái người bán. Em là một cái người mà môi giới mua bán thì đương nhiên là phải nói đầy đủ và rõ thông tin trong cái video của em bán. Đây bà con cô bác anh chị chúng ta nhìn cho kỹ, từ sái tích, hình ảnh đấy, bò, chân móng, xương sóc, lông da đấy. Và những cái tháng thai thì em cập nhật đầy đủ cho bà con cô bác anh chị hết trơn, để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt kỹ và rõ những thông tin và kèm theo những cái chiều cao, kích thước để cho bà con quyết định xem mình có nên mua hay không. Bò nhìn dàn rúng thấy đã không? Nhìn dàn rúng thấy phê. À, con này giá bán là 27 triệu rưỡi chưa lên giống. Con này mang chữa 7 tháng, còn con này chữa 4 tháng rưỡi. Còn con đực em của hai con này thì tách ra rồi, bán rồi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần nó và thông báo cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị biết được chiều cao thật của những bò này. Đây. Chiều cao rất là to luôn. Rất cao, rất to, thấy không? Con bò con này nó đẻ khoảng 20 lứa. Nói thiệt, nó đẻ 3 lứa rồi mà nó nhìn thấy nó giống như là con bò tơ, rất là đẹp luôn. Chiều cao dao động của nó khoảng 1m4 bò. Giá con này có giá là 41 triệu. Đây. Chiều cao của nó là 1m42, 43 tại phía sau khu. Còn con này chiều cao của nó là 1m38. Còn con này chiều cao tại phía sau khu của nó là khoảng 1m3,
Đó, thì bà con cô bác anh chị nếu mà cảm thấy thích muốn mua những con bò ở đây thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Đây là những cái hình ảnh kèm theo những cái thông tin và kích thước chiều cao của từng con em đã cập nhật đầy đủ hết rồi. Thì mong là sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ phía quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.